Ngày 1 tháng 12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép 30kg pháo hoa nổ các loại. Trước đó, chiều tối ngày 30 tháng 11, tại khu vực trước căn nhà đường Huỳnh Mẫn Đạt, thuộc ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Điền bắt quả tang Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1989, trú tại xã Phước Tỉnh, đang có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 8 bệ pháo có trọng lượng khoảng 13kg, một xe máy và một chiếc điện thoại di động. Tiếp tục truy xét, lực lượng phát hiện và thu giữ tại nhà Lê Thị Như Quỳnh, sinh năm 1990, cùng ngụ tại xã Phước Tỉnh, 6 hộp pháo dây và 3 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 17kg. Kết quả bước đầu xác định Quỳnh là người đã bán pháo hoa lậu cho Bình.